Thằng Lê xin chào các bạn. Trong bài chia sẻ kết này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách để mình chuyển những cái hàng loạt, những cái nét SPLine ở trên cái file AutoCAD á, sang thành cái nét BodyLine hết nhanh nhất mà các bạn theo dõi. Sở dĩ mình phải chuyển là vì khi mà các bạn để cái nét SPLine mà bạn biên dịch, bạn đưa ra các cái chương trình của những cái máy gia công cơ khí á, thì một số những cái nét SPLine máy nó hay bị lỗi, và khi bạn chuyển convert nó thành BodyLine thì nó lại cắt hết, nó không có bị lỗi. Cho nên mình phải biết cách để mình chuyển toàn bộ những cái SPLine thành BodyLine là như vậy. Rồi mời các bạn theo dõi. Rồi các bạn mở cái file có cái nét SPLine lên. Thì sao mình nhận biết nó là SPLine? Khi bạn click vào nè, đó, bạn thấy đó, nó xuất hiện những cái chấm điều khiển. Thì cái file này là người ta xuất từ Corel qua nha các bạn. File này xuất từ Corel qua, cái nét này cũng gọi là SPLine nè. Hoặc là bạn nhầm lên SPL nè, nhập lên SPL để bạn vẽ trong AutoCAD là SPL đó. Rồi Enter. Thì cái nét này là nét SPLine, những cái điểm này bạn có thể kéo được nè, đó. Cái này gọi là SPLine đó. Bây giờ làm sao để mình convert? Ở đây mình convert mấy cái bức tranh này cộng với lại cái này, hoặc là toàn bộ cánh cửa cũng tương tự nè, bạn có thể convert tất cả những cái này thành BodyLine hết. Thì khi đưa lên máy gia công cơ khí cắt á, thì nó sẽ không có bị lỗi. Nó không có bị lỗi nha. Rồi bây giờ mình làm. Để làm cái này thì bạn có hai cách. Cách thứ nhất á, bạn nhập vào lệnh bedit. Nhập lệnh bedit. Enter. BEDIT nha. Enter. Sau đó bạn gõ chữ M, Enter để mình chọn là Multiple. Multiple click vào luôn cũng được. Rồi sau đó bạn chọn, yêu cầu các bạn là chọn những cái đối tượng để xử lý, để chuyển nó thành BodyLine. Thì ở đây các bạn có thể chọn chọn SPLine nè. Ở đây giả sử mình chọn hết cái cụm bức tranh này luôn nha. Rồi, và cái đường này luôn. Enter, sau đó khi chọn xong đối tượng mà gõ Enter thì nó xuất hiện ra, nó yêu cầu nó hỏi các bạn là nó sẽ convert line, những cái đoạn thẳng nè, những arc là những cung tròn, và tất cả những cái đường SPLine, những cái đường cong to BodyLine, tức là thành BodyLine hết. Mình trả lời yes nó mới chịu làm, gõ enter chấp nhận đó. Nó yêu cầu tiếp là chỉ ra là specify a precision for SPLine conversion, tức là chỉ ra cái độ chính xác để mình convert từ SPLine sang BodyLine. Thì nó dao động từ 0 cho đến 99, thì bạn để tầm 10, bạn để tầm 10 là được rồi, tầm 10 là được rồi các bạn. 10, Enter, mặc định nó đang để 10 cho các bạn đó, mặc định là 10 á. Enter, bạn để 10 thôi. Enter. Sau khi nhập 10 xong rồi bạn gõ Enter cái, mặc định nó 10 sẵn cho các bạn, bạn chỉ cần Enter là được nha. Rồi tiếp theo. Yêu cầu các bạn là nhập vào một trong những cái tùy chọn sau đây. Bạn cứ Enter tiếp, bỏ qua luôn, Enter tiếp. Xong bây giờ mình kiểm tra lại nó thành BodyLine hết rồi. Này bạn click vào, tại sao mình biết nó là BodyLine? Bạn thấy nó rất là nhiều đoạn ráp lại với nhau không? Đây, chẳng hạn từ đây đến đây là một BodyLine nè. Từ đây đến đây một BodyLine. Khoảng cách giữa hai cái endpoint đó chính là một BodyLine, nó có rất là nhiều đoạn ráp lại với nhau. Hồi nãy nó là một cái đoạn cong, bây giờ nó thành một cái đoạn BodyLine rồi. Rất là nhiều đoạn thẳng ráp lại với nhau. Đó. Rồi mình kiểm tra bên trong đây nó có chuyển thành BodyLine chưa? Chẳng hạn như bạn click vào cái nét này. Đây bạn thấy nè. Tức là trong cái khoảng này bây giờ nó có rất là nhiều đoạn. Nếu bạn zoom to là mình sẽ phát hiện ra đây có rất là nhiều đoạn nè. Từ đây đến đây là một đoạn. Hồi nãy nó là một cái SPLine, giờ nó biến thành BodyLine hết rồi. Rất là đầy đủ ha. Rồi để kết dính nó lại với nhau. Tất cả những cái đường BodyLine này là bạn hiện tại nó đang rời rạc. Để kết dính lại với nhau bạn có thể dùng lệnh Z Enter. Đây mình kiểm tra trong phạm vi nhỏ cho bạn kiểm tra nè. Enter. Thì khi đó nó sẽ dính lại nè, bạn thấy chưa? Dùng lệnh Z nha, lệnh Z để cho nó dính lại. Nếu các bạn có nhu cầu cho nó dính lại thì dùng lệnh Z. Nó đang rờ nè ha. Thì bạn bôi chọn nó nè. Gõ Z, Enter. Chú ý những bạn xài phiên bản CAD thấp 2.7 thì không có nhập lệnh Z được đâu. Bạn phải làm vậy nè, đối với CAD 2.7 làm như sau. Nhập lệnh BE, tức là Edit á. Sau đó chọn một nét BodyLine bất kỳ. Rồi tiếp tục bạn khai thác, chọn cái biến trôi ở đây nè. Rồi bôi chọn hết nó nè, Enter, đây là xài, rồi Enter tiếp cái nữa. Đây là mình chơi lại theo kiểu CAD 2.7 nha các bạn. Những bạn xài CAD cũ thì phải chơi lại như vậy, nếu có nhu cầu chơi, còn không thì thôi. Vừa rồi, thằng Lê vừa chỉ cho các bạn biết cách để mình convert một cái SPLine và tất cả những, chẳng hạn như, đây là hàng loạt nè, mình làm hàng loạt. Rất là nhiều SPLine thành BodyLine rất là nhanh chóng.
chứ không phải mình làm thủ công từng nét nha. Trường hợp mà các bạn chỉ có một hai nét thì các bạn có thể làm như sau. Trường hợp bạn chỉ có một nét thôi, bạn làm thủ công như thế này, bạn khỏi cần nhập lệnh gì hết trơn á, bạn nhấp đôi vô. Trường hợp mà giả sử này, mình chỉ cần chỉnh có cái nét này thôi, đây copy ra cho các bạn xem. Trường hợp chỉ có một nét như thế này thôi thì các bạn khỏi cần nhập lệnh luôn, bạn làm như thế này, nhấp đôi vô thì nó xuất hiện cái dòng bên dưới, bạn chọn vô là convert to polyline là nó sẽ chuyển SP line này thành polyline luôn. Rồi thì sau đó cũng yêu cầu các bạn là specify a resistance, là bạn cứ nhập 10 enter thôi, chấp nhận 10 enter rồi xong rồi đó, nó làm rồi các bạn. Đây thành polyline nè, bạn thấy nó rất là nhiều đoạn thẳng ráp lại với nhau, polyline chẳng qua là nhiều đoạn thẳng ráp lại với nhau. Thì như thế này là mình biên dịch đưa lên máy cắt thì nó sẽ không có bị lỗi, nó không có bỏ qua một cái đường nét nào hết á. Rồi video này Thằng Lê xin kết thúc tại đây. Vừa rồi mình vừa chỉ cho các bạn biết cách để mình convert SPLite sang polyline nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video khác. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.